kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mới đây, vụ việc một phụ nữ đã dùng cyanua đầu độc 5 người thân bằng chất độc cyanua đã và đang gây rúng động dư luận. Nguyễn Thị Hồng Bích, 38 tuổi, bước đầu thừa nhận đã dùng cyanua đầu độc chồng và 3 cháu ruột trong 10 tháng qua. Sau 2 hôm bị bắt tạm giam vì hành vi giết người, Bích thừa nhận ngoài việc dùng cyanua đầu độc Long, cháu ruột 18 tuổi, còn sát hại em của Long, một người cháu khác và chồng của nghi phạm. Bích khai sống cùng vợ chồng anh ruột, cha của cháu Long tại căn nhà cấp 4 ở mặt tiền đường Hùng Vương, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch để bán cơm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giữa Bích và chị dâu xảy ra mâu thuẫn trong việc sửa nhà, mua bồn rửa bát, nên tức giận, nảy sinh ý định giết Long đang học lớp 12 để trả thù. Ngày 22 tháng 6, khi Long đang ngồi học bài một mình, Bích tiếp cận rồi che mặt cháu nhiều mụn. Cô ta nói trước đây cũng bị vậy, đã uống thuốc mát gan để giải độc và đã hết mụn. Nếu cháu uống thì cô mua dùm cho. Bích khai về cách đã dụ cháu ruột thực hiện mưu đồ. Long đồng ý, Bích ra tiệm thuốc tây gần nhà mua thuốc trị đau chân, trong đó có viên còn nhộng. Cô ta đổ thuốc trong viên còn nhộng ra, bỏ chất độc cyanua vào rồi đưa cho cháu uống. Một lúc sau, Long mê man, được mẹ phát hiện đưa vào bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch. Ngoài ra, từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 6 năm nay, Bích đã tự tay dùng chất độc cyanua đầu độc 3 người thân khác trong gia đình dẫn đến tử vong. Cụ thể, ngày 14 tháng 10 năm 2023, cho rằng người chồng 38 tuổi hay cờ bạc vướng nợ nần, Bích đã bỏ cyanua vào thuốc trị bệnh, uống hàng ngày rồi đưa cho anh này uống. 4 hôm sau, anh này tử vong. Sau khi chồng chết, Bích nghĩ em gái hay soi mói chuyện mình cặp bồ bên ngoài và mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc nên đã đầu độc con gái 7 tuổi của cô này. Đến cuối tháng 5, Bích đầu độc em ruột 12 tuổi của Long do có cãi vã với mẹ của các cháu. Khám xét nơi ở của Bích và những địa điểm liên quan, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật, trong đó có một chai nhựa màu trắng đựng tinh thể trọng lượng khoảng 0,7 kg được Bích giấu trong nghĩa trang gần nhà. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai xác định đây là độc chất cyanua loại cực độc. Cơ quan điều tra xác định Bích đang nợ tiền của nhiều người. Sau khi chồng còn chết, nghi phạm được hưởng 800 triệu đồng tiền bảo hiểm, đã đem trả nợ và tiêu xài hết. Trong khi đó, Bích khai nguyên nhân gây án do mâu thuẫn trong tình cảm, sinh hoạt gia đình. Cơ quan điều tra cho rằng đây là lời khai ban đầu, sẽ tiếp tục làm rõ động cơ, mục đích của Bích, đồng thời làm rõ nguyên nhân tử vong bất thường của ông Hải, cha Bích và con của Bích. Trước đó, một người họ hàng của Long thấy khuất tất trong chuyện cháu bị nhiễm chất cực độc cyanua đã trình báo công an, đồng thời chỉ ra 5 cái chết bất thường của gia đình Bích chỉ trong 8 tháng trước. Khi qua đời, những người này được cho là có cùng triệu chứng đau đầu, khó thở, nôn ói, ngưng tim như Long. Sau khi biết anh NHBT, 18 tuổi, bị đầu độc bằng chất cyanua do nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích, sinh năm 1986 thực hiện tại căn nhà là tiệm bán cơm trên đường Hùng Vương, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, nhiều người dân địa phương không khỏi rùng mình. Họ càng hoài nghi khi ở tiệm bán cơm trên, trong vòng 8 tháng, 5 thành viên trong gia đình ông Nguyễn Văn Hải, cha của Bích, qua đời một cách bí ẩn, chung triệu chứng khó thở, đau đầu, tức ngực, nôn ói. Một số người bàng hoàng nhớ lại lời nói của ông NTTT, sinh năm 1985, chồng của Bích trước khi chết. Ông T đã nghi vấn cuộc sống trong gia đình có vấn đề, nhưng không thể lý giải đến khi nhắm mắt về thế giới bên kia. Chị K, 32 tuổi, ngụ địa phương cho biết, một ngày vào tháng 8 năm 2023, chồng của Bích bất ngờ có biểu hiện đau nhói vùng ngực, khó thở, được gia đình tức tốc đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vài ngày sau, ông Tê giảm các triệu chứng, xuất viện về nhà. Một tuần sau, chồng chủ quán cơm tiếp tục có biểu hiện bệnh tương tự, lại phải đi vào bệnh viện. Mỗi lần như vậy, Bích đi mượn tiền để lo cho chồng. Thấy cô ta bán quán ăn, có nhà mặt phố, mọi người yên tâm cho mượn. Theo người hàng xóm, chồng Bích liên tục tái phát bệnh, phải nhập viện 7 lần. Các lần nhập viện cách nhau khoảng một tuần. Một hôm, ghé tiệm cắt tóc gần nhà, ông Tê nói, không hiểu vì sao, mỗi lần từ bệnh viện về nhà, ông có cảm giác sợ hãi vô cùng. Ở bệnh viện, ông cảm thấy yên tâm, sức khỏe ổn định, ăn uống ngon miệng. Ông thích sống trong bệnh viện hơn ở nhà. Tuy nhiên, sau vài ngày điều trị, bác sĩ lại cho về nhà, ông muốn ở lại cũng không được. Chị Ca nói, tôi nghe vậy mới bảo anh Tê thật kỳ lạ, ở nhà được vợ con chăm sóc không sướng, sao lại muốn sống trong bệnh viện. Tôi chưa từng nghe Bích nặng lời với chồng một câu để anh ta phải nghĩ như vậy. Chị Ca cho biết, lần nhập viện thứ 8, chồng Bích đau đầu dữ dội, nôn ói và có biểu hiện ngạt thở. Ông Tê đã chút hơi thở cuối cùng sau đó.
mọi người đồn đoán ông Tê chết do bệnh tim mạch. Sau đó, từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, cứ 1 đến 2 tháng, nhà Bích có người chết, gồm ông Hải, cha của Bích, con trai và hai người cháu. Người dân địa phương, đặc biệt là những hộ sống kế bên cạnh quán cơm đều kinh hãi, lo sợ. Có người nói gia đình ông Hải trùng tang nên chết nhiều. Riêng Bích bảo người thân có gen giống nhau, phát bệnh chết giống nhau, không có gì lạ. Nữ hàng xóm nói với vẻ mặt thất thần. Bên cạnh đó, chị L, 35 tuổi, chủ quán giải khát gần giáo xứ Bắc Minh, xã Vĩnh Thanh cho biết, người dân địa phương đang hoài nghi cái chết của 5 người nhà ông Hải có liên quan đến Bích. Họ mong cùng ăn vào cuộc điều tra làm rõ sự thật. Chị L kể, vào chiều một ngày cuối năm 2023, Bích vội vã chạy sang nhà, bảo chị L ơi, thằng mờ con tao nó bị sao đó, qua xem thử. Chị L chạy sang, thấy bé trai toàn thân tím tái, hơi thở yếu ớt. Chị lấy dầu bóp chân cho bé và giúp Bích nhanh gọi xe cấp cứu. Chị L nói, bé mờ lúc đó có biểu hiện ngạt thở, nguy kịch. Tôi thấy Bích trần trừ hoài, không chịu gọi xe cứu thương. Tôi giục mãi, Bích mới gọi xe. Khi vào đến bệnh viện, cho bé không qua khỏi. Đến bây giờ, tôi vẫn còn ám ảnh chuyện đó. Theo chị L, ngoài những người thân cùng huyết thống, ông Hải còn có một người con nuôi tên Tú, tuổi thiếu niên, sống chung với gia đình Bích tại quán cơm trên. Chứng kiến cha nuôi và người thân lần lượt qua đời, Tú không khỏi lo sợ. Người con nuôi muốn bỏ đi nơi khác, nhưng chẳng biết đi đâu vì không có bà con thân thích. Chị L chia sẻ, Tú hay qua quán nước tôi chơi, bảo bản thân sống trong nhà nhưng không biết chết khi nào. Tú nghĩ 5 người trong gia đình chết lần lượt do trùng tang, bệnh tật hoặc chuyện tâm linh nào đó. Tú hay giật mình vào mỗi buổi tối, ngủ không ngon giấc. Bên cạnh đó, ông NH, 42 tuổi, ngụ địa phương cho biết, trước việc 5 người thân đột ngột qua đời, ông Lâm, sinh năm 1979, anh thứ hai của Bích, đã đập căn bếp và xây lại vị trí khác để đổ phong thủy. Tuy nhiên, đập bếp được vài hôm, con trai ông là NHBT, 18 tuổi, phát bệnh giống ông nội, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ tại bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện T nhiễm chất độc cyanua bất thường. Gia đình phía bên ngoại nạn nhân đã đến công an trình báo vụ việc. Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra, bước đầu xác định T bị cô ruột Nguyễn Thị Hồng Bích đầu độc. Người hàng xóm nói, chưa bao giờ tôi thấy ai lại ra tay độc ác với người thân như vậy. Mong cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ động cơ gây án của Bích, nguyên nhân chết của 5 người nhà ông Hải. Cách đây không lâu, vụ con gái đầu độc cha bằng cyanua cũng làm chúng ta không khỏi rùng mình. Vì đâu mà người thân, ruột thịt lại có thể đầu độc nhau tàn nhẫn đến như vậy. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.